Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh Ezi đây và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Jurassic World công viên khủng long nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện gì đó đây này. Một sự kiện để đối đầu với một con Megalodon. Và mình cũng đã xong được một con Legendary nữa ở đây rồi anh em. Có thể cho anh em xem. Đó, một con Legendary 3 sao luôn. Con này là một con Marsupia Lion, sư tử à? Có thể là một con sư tử đấy. Và mình sẽ cho nó vào trong một cái khu chuồng mới rồi. Đấy chính là con mới của chúng ta. Marsupia Lion. Ờ, sao sư tử? Giống con báo hơn là con sư tử anh em ạ. Anh em có thể thấy không? Đây là giống con... rất là giống một con báo luôn. Y hệt một con báo luôn, không khác tí gì luôn. Và mình sẽ bắt đầu là xoa đầu nó một chút. Đấy chàng có vẻ thích xoa đầu đây. Đó, anh em có thể nhìn chiêm ngưỡng được cái Jurassic World, cái công viên của chúng ta từ đằng xa này. Đấy, đây là trên này có một cái khu vực tuyết dành cho những cái con động vật hệ gọi là hệ lạnh đấy, có nghĩa là nó ở Bắc Cực ấy, tuyết này. Con này là bên này là bình thường. Mình bắt đầu cho nó ăn lên nào. Wow, ăn hẳn một con dodo kìa. Chạy đi đâu em? Loài này phải ăn dodo mới là chất. Đúng là lion có khác, kinh thật. Ăn hẳn dodo, ôi mới hết sạch thức ăn rồi, chết rồi. Thức ăn nó không kịp để chúng ta có thể là ấy kìa. Anh tip này, chúng ta sẽ cần phải đợi một chút vậy. Và rồi, chúng ta sẽ có một con boss ở trong này. Mình sẽ bắt đầu là chiến đấu thôi. Con boss, cái phần thưởng của nó sẽ là một cái gọi là cái hình, một cái sưu tập, nó kêu gọi là tượng, à đúng rồi, tượng của Megalodon. Ủa đẹp thế nhở. Không biết bao giờ mình có con này đây. Wow, đẹp chất vãi cả trường. Thì chúng ta có một cái chiến thuật đánh boss như thế này, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những con cùng hệ hoặc là khác hệ nó, chứ đừng dùng những cái con mà bị yếu hơn, nó đập cho phát là chết. Chúng ta sẽ dùng từ trên xuống dưới trước. Con này nó là cái hệ làn sóng thì mình sẽ dùng những con này, xong rồi dùng những con này trên. Rồi chắc mình đánh được khoảng 2 trận. Một trận này. Con cuối cùng là sẽ khắc hệ nó không? Từ từ nha. Mình sẽ lựa chọn như thế nào con này trước. Có thể là sẽ một phát nó chết luôn. 435 máu thì cũng không thể chịu được. Tiếp theo mình sẽ chọn thêm một con gì đây? Hang động tiếp theo đi. Con hang động và thêm một con này. Rồi, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu đánh tiếp cái level 2 của nó. Hy vọng mình sẽ thể đánh được. Wow, Megalodon. Đẹp vai cả trường. Kinh đó. Con này như kiểu là dung nham ấy nhỉ. Đấu dung nham xung quanh nó này. Chiến thuật là chúng ta cứ bỏ lượt đi thôi. Vì con này nó không bao giờ thủ. Thế, kiểu gì mình sẽ chết thôi. Chắc chắn hồn hơn 500 máu. Nó khắc hệ mình nhỉ. Vãi cháy vãi. Rồi, chúng ta có 3 lần. Mình sẽ bỏ thêm đi cả 3 lần luôn. Đấy. Sau là mình sẽ được 7 lần tấn công đúng không? Không biết mình có giết được không? Nhưng có vẻ như mình khắc hệ nó thì phải. Được rồi anh em ơi. Nó không thủ. Mình để bao nhiêu lần nhỉ? Để 2 lần. Mình sẽ để khoảng 4 lần đi. Phát sau sẽ là 8. Rồi tấn công 2 phát nào. Con này sẽ để lượt mà. 131 này. 1400. Không biết liệu mình có đủ đam hay không. Có 5 lần tấn công này. 3 là tấn công, quay 2200. Và con này sẽ khắc hệ. Có 8 lần tấn công. Chẳng biết là có đủ sức để gây ra bằng bao nhiêu đam. 1k6 đam và nó sẽ chết luôn anh em ơi. Đó, chúng ta sẽ giết được con Megalodon. Đi đâu? Úi dồi, lượn này 2k1 cơ mà. Nhân 8 lần. Và đây là sẽ lên level 3 rồi, boss level 3 rồi anh em. Ok, và mình sẽ chắc là sẽ bị nó đập cho phát chết. 6 lần tấn công. Oh, wow. Đó, chúng ta có thể lên được thêm một level nữa cho con này. Có thể giết con này thêm một phát nữa nhiều. Mình chưa chắc. Vấn đề bây giờ nó máu lên nhiều lắm rồi. Đấy, vì thế lý do tại sao mà chúng ta sẽ cần đó 2321. Mình gây ra đam, thêm đam cho nó. Được thêm 300 ADN. Tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta cái challenge, cái tính toán kiểu gì nhỉ? Global này, toàn thế giới. Nó gây ra bằng ấy đan cho con Megalodon. Chúng ta sẽ mở được cái gói này nếu mà đạt được đó chính là... bao nhiêu đây? 9... Wow.
chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Đây mình còn 3 con nữa. Megalodon 716 công và 2k2 đánh được. Mình sẽ cho con này lên trước này. Một con này. Con này lên trước này, đam yếu nhất này. Và con cuối cùng của chúng ta là hệ vỏ sò. Vỏ sò cấp 20. 9 tỷ máu. Con này 9 tỷ máu. Phải đánh khoảng 9 tỷ máu nó. Và mình sẽ bắt đầu bằng 5 đô. Start ấn 5 đô. Wow, Megalodon. Đẹp thế nhờ. Làm sao có này nhỉ anh em? Quá là đẹp. Uầy. Wow. Chất vẫn cái trưởng. Có đi một lần này. Chắc chắn rồi. Nó sẽ vả mình luôn. Hai đòn luôn. Đây là cái máy nó đã gọi là lập trình sẵn rồi. Ok, mình sẽ hoàn toàn thể giết được nó thôi. Đơn giản. 3 lần mình sẽ bỏ đi 3 lần đây. Bắt đầu vào. Cái địch sẽ tấn công mình ngay bây giờ. Tiến lên. Nó sẽ bỏ đi mà. Mình đoán thế nó sẽ bỏ đi 4 lần. Và tấn công nó 2 phát. Đam khá khá. À, nó có thủ đấy. Sao bảo không có thủ? Có thủ nha. Khá là dị ra. Có 4 này thì mình xem nó tấn công bao nhiêu phát. Trời, mình sẽ tấn công 4 phát và để 4 phát cho con cuối. Nào, thích thì chơi thôi. Nếu tôi thích. Nếu tôi thích anh có thể giết được thêm chúng tí máu nữa. Có thủ 2 phát đấy. Có 6 tấn công này anh em. Và nó sẽ tấn công 3 lần. Chắc nó sẽ để 2 lần gì đấy. Theo mình nghĩ vậy. Họ sẽ đánh full tấn công thôi. Mình cũng không còn gì để mất nữa rồi. Gây ra đam, tối đam. Và cầu mong sẽ giết được nó. Nó có thủ 1 lần. 7 à? Giết được không ta? 2k thôi. Rồi, xoay. 1 phát KO. Yes. Lên level 4. Con này nó bất tử à? Cái nó càng khỏe lên. 2393 máu. 6 tấn công rồi, chắc chắn trên 537 máu. 537 công rồi. Yeah. Kinh ta, con rùa mình quá đẹp nhờ. Tuyệt kỹ. Wow. Đi nó đẹp thế nhờ. Chất vãi. Và mình sẽ được 2640 điểm tất cả ở đây. Gây ra 3000 đam thì có vẻ là không chưa được rồi. Đang hết rồi, chúng ta phải đợi thôi. Đợi cái này thôi. Chứ biết sẽ làm nào nữa. Quáng gây ra được đam 9 tỷ đam thì khó. Phải khó. Ok, mở gói pack free này. Cho mở gói pack free trước. Chúng ta sẽ có một con Chikeratop. Một con C thôi. Chúng ta cố gắng chơi một chút. Rồi. Một số cái gói này mua được tiền rồi. Không có tiền nữa. Chúng ta sẽ chơi tiếp tục event. Chúng ta có thêm 2 event ở đây. Cái này sẽ kết thúc vào một ngày nữa. Mình sẽ chơi thôi. Showdown. Cái này cái gì đây? Chúng ta một con Colasuchus. Colasuchus là hệ nước. Mình cần một con hệ bay là sẽ có thể giết được rồi. Nó 2 sao thì mình chọn con 2 sao thôi. Không cần phải con mạnh quá. Bây giờ con cấp 10 này. Cấp 18 à? Cấp 18 thì nó hơi khỏe hơn một chút nhỉ? Không sao. Được, cũng có thể đánh được. Chỉ cần phát hệ được rồi nữa. Hai đòn là nó sẽ chết thôi. Không làm gì được. Nào anh em, lên đây. Hai đòn, sẽ tấn công cả hai đòn không? Không hề tấn công. Ấy, chà chà. Mình có 3 đòn nhưng chưa chắc mình có thể giết được nó. Nên mình sẽ thủ khoảng là 2 lần như thế này cho chắc bài này. Làm gì thì làm, nó cũng thủ 2 lần kìa. Đối phương sẽ tấn công đây. Nó có 2 lần. 2 công và 2 công thì chắc chắn chết rồi em ơi. Mình đã đoán được cái bài của nó rồi anh em. Ừ, có 4 lần tấn công cơ. Full tấn công. Chiến. Một phát 700 máu. 787 máu. Ngửa vào trên luôn rồi. Chiến thắng. Victory. Yeah. Hay. Tiếp tục là thêm 20 ADN trong này nữa này. Showdown. Thêm 2 con nữa. Và còn 2 con 3 sao. Vấn đề là toàn là hệ nước thôi. Khá là mệt đây. Hệ nước thì ăn cỏ của mình hoàn toàn có thể đập được nó mà. Đúng không? Stegosaurus 2 sao. Nó là 3 sao. Nó tầm khoảng 199 và 76. 2 sao này 238 và 75. Mình sẽ dùng con nào đây? Hoàn toàn mình có thể thua đấy nhá. Đừng có bảo không thua được đâu. 3 sao đây. Nó dùng 2 con hệ lá để ăn đánh nhau với nó. Bỏ bớt đi một con. Thêm một con lá vào đấy nữa.
Nó yêu cầu hai con thôi, chỉ được phép hai con thôi. Parasol của mình ra khá là khỏe. Nó toàn hệ nước nhở, nó không có hệ khác nhở. Con mạnh nhất của mình thì nó là hệ ăn thịt. Khác với hệ này. 68, mình cần phải 3-4 đòn đấy. Hai đòn tấn công, nó tấn công luôn không? Tấn công luôn à? Chà, gớm ta. Mình có 3 đòn, 6-38 và mình giết được nó thôi, chắc chắn là như vậy. Đó. Không chết rồi à? Không chết là chuyện lạ đấy. Không chết, không chết. 86 máu. Yes. Tiếp theo là con cá sấu. Nó hai đòn, nó sẽ dùng một đòn. Nó dùng cả hai à? Lạ kỳ nhỉ. Khá là kỳ lạ. Khá là kỳ lạ ta. Parasol của mình nó có 3 đòn. 3 đòn thì tương đương với khoảng là hơn 300 máu, phải 400 máu. Parasol khỏe. Parasol. Parasol. Tuyệt vời. Con chim thì mình để trận cuối cùng để giết nó. Rồi bây giờ sẽ là 3 con. Theo mình nghĩ là sẽ là 3 con. Đấy. Không phải 3 con nhưng mà nó mình có thể giết được. Và mình xem cái sự kiện bên kia nó cần cái gì không. Bên này thì nó không thể dùng chim được. Hay. Mình có thể dùng được rồi. Dùng hệ nước kia, hệ kia được rồi. 2C. Bó này ra. Chúng ta sẽ cho một con hệ nước đi kèm. Thực ra thì không cần lắm. Cho một con hệ lá đi được. Nó cũng không bị ổi nhiều máu lắm nhá. Không phải đùa đâu. Chỗ nào đây? Cabo Suchut được không? 425. Đây, mình dùng con này trước và con này thứ hai. Coi sau khắc hệ được. Team nó có thể cho phép 3 con rồi. Cho phép 3 con đi được. Cho thêm con này nữa. Đi để backup, có gì cần backup team. Đó, chính là những gì mình cần. Cá sấu là với cá sấu. Cho mày tấn công trước đi. Cho mày xuống đi. 368. Nó không tấn công. 140. Mình chẳng chết được. Chẳng chết rồi. Mình không tấn công đây. Đánh đi. Chiến không. Nó cũng không tấn công à. Ái chà. Hay nhờ. Được đấy. Hình như nó bỏ đi tất cả thì phải. Mình có thể rơi vào cái bẫy của nó đấy. Đây. Tính nào. Có hai lần thủ. Mình hai lần thủ đây. Tiến lên nào. Cá sấu này. Quyết định không tấn công luôn. Chà. Làm gì đây? Không hiểu lắm là ta sẽ tấn công luôn đi. 319 đây. Có 5 là tấn công. Rồi mình sẽ chết con này đi. Uầy, nó tỉnh phết nhở. Chết rồi. Microphosaurus sẽ chết rồi. Full dam. 5 là tấn công. Tốt thật. Rất là tốt luôn. Hay. Quá hay. Chỉ cần một phát vả nó sẽ chết rồi. Một phát vả, hai lần thủ và bỏ đi ba lần. Còn đằng sau thì nó cũng chẳng chịu được đòn của mình đâu. Khắc hệ quá rõ ràng. Sức mạnh nó cách biệt quá. 243 công và 67 công. Nó giữ lại toàn bộ chiêu của nó. Mình có 3 đòn đây thì mình đủ sức giết rồi. Dù nó có 4 lần thủ thì chăng nữa thì nó vẫn sẽ chết. Nhưng vấn đề nó không để 4 lần thủ đâu. Khả năng tiếc là ra mất còn hệ nước thôi. Nhưng chẳng vấn đề gì. Mình đủ gói Super Ray này. Và tiền đô và thêm Super Ray là một con này à? À cũng được, cũng đẹp. Mình sẽ bắt đầu up thì thôi. Chúng ta sẽ tiếp up sau nhé. Mình sẽ vào đây và chơi nước cái này cái. Nó yêu cầu là hệ C. Không, không phải cần hệ C cũng được. Hệ này cũng được mà. Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Nó có 3 cửa đúng không? Sử dụng booster được. Được, chúng ta sử dụng con này. 2 sao được rồi mà. 2 sao này, toàn con 2 sao ăn thịt thì khá ngon. Hệ lá Tapezara. 2 sao Mazungasaurus. Được. Ở đây có thể được 144, 100. Đây, mình sẽ bắt đầu chọn từ con này lên này. Rồi, chọn 3 con ăn thịt luôn. Cho nó sợ luôn. Booster. Ra dùng thì dùng thôi chứ mình cũng không. Vấn đề là sẽ có thể dùng, phải dùng mình thiếu rồi, mình thiếu booster rồi. Nên mình không thể chơi được cái này à.
chỉ được hai con C thôi, chỉ được hai con C thôi nhá. Bỏ này đi. Hai con C, Butter Select nhân 1 nữa. Vấn đề là mình không đủ Buster. Nhưng mình không đủ Buster rồi. Bây giờ mình muốn đi thì mình phải luyện, phải đi nghiên cứu các kiểu nữa ở trong này này. Đâu nhỉ? Trong này đúng không? Chúng ta cần thêm Buster nữa. Vấn đề là mình không có những con này Pachi Seatop level 3 cộng. Không có rồi. Vấn đề là không có thức ăn. Ôi trời, mình mua xanh bằng tiền à? Bằng đô à? Chết rồi, mua 90 mấy nghìn kìa. Không có con Sinoraptor anh em ạ. Thực sự không có Sinoraptor thì không làm gì được. Cho nó ăn lên này. Để cho sẽ nghiên cứu được thêm một số cái nữa để có thể đánh được cái kia thì... Rồi, nó sẽ thêm một cái loại nữa. Một loại Buster nữa. Tùy, nói chung là tùy. Một cái patch. Chúng ta có cái gì đây? Lóc từ từ thôi. 10.000. Đấy, nó sẽ unlock thêm được một cái Buster nữa. Nó cho mình quay random ra. Chúng ta sẽ được đó chính là cái thêm một cái point cho tần tấn công. Hết rồi, bây giờ hết rồi anh em. Mình sẽ có 3-4 con gì đấy ở đây này. Có thể cho nó đi tìm hiểu như luyện tập. Đấy, con này mình có thêm con mới đây. Mình cần Buster nữa để có thể vào trong kia được đúng không? Tốt. Bắt đầu tìm thêm những con khủng long mới, loài khủng long mới trong này. Chúng ta sẽ được cái gì đây? Đó chính là extra point. Next turn mắc 4 này. Bây giờ hết thức ăn thì thôi, mình hết sạch rồi. Sắp hết sạch rồi. Tiếp tục là mở ra, chúng ta sẽ được con khủng long gì không? Khủng long ạ. Đừng sang. Đây rồi, tốt. Ray Pack nha bạn. Wow, cho nó chứa rất là nhiều nha. Chứa tận 4 cái cơ. DW được thêm 30 điểm này. Nó dùng ADN mà mình hết sạch rồi đấy. Sạch đồ rồi. Ui, lúc ấy là mua bằng đô đúng không? Đã xong nha, và mình sẽ xem và liệu rằng mình có thể là sử dụng cái đấy được không. Nhưng trước hết chúng ta sẽ lấy vàng ở đây tất cả đã. Tính sau. Tất cả vàng có thể trong này. Hay phết, trò bắt đầu cảm giác thấy hay rồi. Chơi càng lâu thì nó sẽ mở ra nhiều thứ. Và bắt đầu khủng long mình sẽ mạnh dần lên. Chúng ta còn phải hybrid, có nghĩa là chúng ta sẽ cho kiểu dạng như là đột biến với nhau ấy. Thấy nó khá đẹp. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này trước. Tất cả vàng có thể luôn. Được rồi, chúng ta sẽ đánh con... Không phải đánh con boss, mà chúng ta sẽ vào trong này để xem chơi được cái event này không ấy. Chơi được thì tốt, mà không chơi được thì phải chịu thôi. Buster này mình có thể dùng cả 3 cái luôn. Thật ra thì mình cũng chẳng dùng đâu, nhưng mà mình cứ ấn vào đây là được. Confirm. Mình sẽ dùng 3 con khủng long, 2 con chứ. 2, 3 nhỉ, nó cho 3 con mà. 1 này. Supersaurus, 2 này, và 3 này. Được chưa ta? Bỏ này đi. Đó, tấn công này anh em. Vẫn không được. Chúng ta Butter Select nhân 1. Là sao ta? Vấn đề là mình dùng rồi mà. Cái này nó không được à? Sao nhở? Nhân 1 thôi. Thử nhân 1 xem nào. Chẳng hiểu luôn đấy. Thật sự luôn. Bỏ đi một con đi. Đấy, hai con C à? Nếu yêu cầu là hai con C cơ, mấy con kia không được. Chắc là như vậy. Chắc sẽ dùng mấy con này nhé. Một con này, hai con này, thử xem nào. Hai con C đây. Không được luôn. Hai con C này và Buster Seatus. Vấn đề là Majungasaurus, Allosaurus. Bỏ đi một con nào. Vẫn không được luôn. Cái nhiệm vụ này nó khó nhỉ. Khó hiểu thật. Ai phải chọn đủ cả 4 loại. Theo mình nghĩ phải chọn đủ cả 4 loại thì mới được ấy. Poster 3/4 này. Bó tay cái nhiệm vụ này luôn. Quá khó chơi. Vấn đề là chúng ta sẽ không thể nào mà chơi được.
Rồi chắc mình sẽ ra ngoài một chút đã. Cái con này đánh hay quá mà mình không, mình có free này, mình có thể dùng được 3 con này ở đây, 6 này, 12 này, mình sẽ dùng cái này đi. Và chúng ta sẽ chọn như thế này đi, 342. Đây này, mình dùng cái này trước như thế này. Và bây giờ là tấn công combat level 4 này, không biết là đủ đủ đam không. Sợ là không đủ đam để ta có thể gây ra đam tối đa lên cho con Megalodon này được. 2 này, tấn công, 2 đòn chết luôn. 246 sao. Kinh nhỉ. Đánh thì đánh thôi. Đối phương chắc sẽ không dám đánh luôn đâu và nó sẽ để thủ thủ. Ôi nó tỉnh thế nhỉ? Một đòn chết luôn. Đậu xanh mình có 7 đòn. Nó chỉ có 7 đòn thôi. Có 6 đòn thôi chứ chẳng phải là 7. Mình đánh kiểu gì đây? Mình sẽ thủ khoảng là 1, 2, 3, 4 này. Hy vọng lần sau sẽ đủ. Thủ 1 à? Không tấn công à? Còn không đủ lượng đam cơ. 4, 3. Mình chưa chết được, mình block. Ok, ok, ok. Mình có 6 thôi. Mình thủ 3 thôi anh em. Thủ 3 thôi. Ôi nó có 4 à? Đưa vào 4 nha. 33 tốt rồi, 33 tốt rồi anh em. Nó đập mình một phát là mình chết rồi. Mình có 7 này. 7 vu tấn công. Chả biết có đủ đam không. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào, giết được con level 4 thì tốt, quá tốt. Lượn đi, lượn. Ui giời ơi, không đủ đam. Vấn đề là không đủ đam thôi. Trời ơi, 5 đòn tấn công. Cán trò nó càng khỏe đây mà nó thông minh quá. Nó tỉnh lắm. Mình không đủ cái lượng 8. Nhưng mình có 8 đam thì mình có thể giết được nó. Công nhận trận cuối là khó khăn. Chúng ta được thêm 1686 điểm ở đây. Đó. Được rồi, mình sẽ được thêm 500 cái ADN nữa. Và chúng ta sẽ đợi nó hồi và để tiếp tục đánh cái này thôi. Claim này thì nó còn lâu mới xong. Với cái này challenge này. Rồi ok, thì chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Jurassic World, công viên khủng long. Bye bye.